Hôm nay trước ban thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phong ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới. Niềm hạnh phúc chân an mãi không hề vơ. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ân mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
và nói thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh sư xe Đinh Văn Duy và chị Mai Na Hạng Vân Anh để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chính sách sáng thế: Chúa là Thiên Chúa phán, con người bỏ một vị không tốt, ta sẽ làm cho nó một trọng má tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến phủ Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì nó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi sinh vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm được một trọng đá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại từ xương sườn mà Chúa và Thiên Chúa lấy từ Adam. Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói: nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, là sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam chìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa Kitô trong anh em cách dồi dào với tất cả sự khôn ngoan. Anh em hãy tự tôi và chỉ bảo lẫn nhau với lòng tri ân. Anh em hãy cùng những bài thánh vị, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ lời và tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Gia đình, tất cả những người đó
từng sống đời sống hôn nhân và đời sống gia đình. Và chúng ta hiểu rõ cái điều đó không phải đi kết hôn là sẽ có hạnh phúc, mặc dù ai cũng khao khát là đi kết hôn để có hạnh phúc, nhưng muốn có được hạnh phúc trong đời sống hôn nhân thì đòi hỏi lên mỗi người cần phải chú toàn cái bổn phận, chú toàn cái trách nhiệm của mình. Trước khi bước vào thánh lễ, tôi cũng đã giới thiệu với cộng đoàn về những cái bổn phận, trách nhiệm của mỗi người trong gia đình, trước hết trong đời sống hôn nhân, là người chồng, người vợ, thế rồi trong gia đình thì những người con trong gia đình đối với cha mẹ, thế rồi những ai đi xây dựng gia đình rồi sẽ có con cháu. Vậy thì cha mẹ cũng phải có bổn phận, có trách nhiệm đối với con cháu, chứ không phải rằng cứ lấy vợ lấy chồng sinh con trẻ rồi khó mặc cho chơi đó, không phải. Phải có cái bổn phận, có cái trách nhiệm, có cái nghĩa vụ. Vì thời tiết hôm nay mặc dù mới có cơn mưa nhưng mà cũng rất là nóng, và nóng cái này thì chẳng ai muốn nghe nó dài, nói thì có lẽ nó cũng gọi là vô cùng nhưng không phải, nhưng mà chẳng ai thích là nói dài. Trong cái thời gian có thể nói là hạn hẹp thôi, tôi chỉ chia sẻ với cộng đoàn, đặc biệt là chia sẻ với hai chị hôm nay cử hành Meeting Phốt về một vấn đề trong đời sống vợ chồng. Đó là nếu mà nói nó bổn phận, nó có bốn bổn phận của vợ chồng, đó là yêu thương, có một tình yêu chân thành đích thực, nghĩa là một tình yêu không có tính toán, không có vụ lợi, thế rồi là phải hòa thuận với nhau. Thứ ba đó là phải trung thành với nhau, bởi vì chúng ta tham dự các cái lễ cưới thì chúng ta thấy là những cái lời phát biểu, cái sự ưng thuận và cam kết để giữ, đó là giữ cái lòng trung thành với trung thủy. Người thứ bốn đó là phải giúp đỡ nhau. Hôm nay tôi chia sẻ về vấn đề là cái sự hòa hợp trong gia đình, đây cũng là một điều cần lắm, quan trọng lắm, bởi vì chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói này, nhà nào bất hòa thì nhà đó sẽ tan rã, nước nào có chiến tranh thì nước đó sẽ diệt vong. Chính vì vậy chúng ta thấy sự hòa hợp, hòa thuận là điều cần thiết và quan trọng. Trong tám mối phúc, Chúa Giêsu cũng nói tới cái sự hòa thuận. Vậy thì hòa thuận là gì? Hay là hòa hợp là gì? Nói vậy thôi chứ còn gì? Nếu mà bảo là để mà chúng ta có thể trả lời cho nó đúng với cả văn bản cũng không dễ đâu, đúng không? Những người thì định nghĩa về cái sự hòa thuận đó là không có sự cạnh tranh, không có sự xung đột. Thế rồi chúng ta cũng có thể nói là hòa hợp đó là biến các cái yếu tố khác biệt để nó thành một cái gì là xung hợp với nhau, không còn dị biệt và đối kháng nhau. Hòa hợp như thế. Chúng ta có thể đưa ra một cái ví dụ cụ thể. Đó là một ly nước chanh nhờ. Mùa hè này nóng thế này mà có một ly nước chanh nhờ, mặc dù là cuộc sống có nhiều những tiến bộ, nhưng nói đến một ly nước chanh nhờ nó vừa chua nó vừa ngọt không thấy là thích. Theo cái nguyên tắc thì chúng ta thấy chua và ngọt đó là hai chất đối kháng nhau. Nhưng nếu cho cả hai chất hòa lại với nhau thì chúng ta thấy nó lại thành một ly nước chanh ngọt bổ dưỡng và giải khát nữa. Ở đây nếu mà thêm vào đó một cục đá hay là một chút dầu thơm làm cho cái hương vị của cái ly nước chanh đó nó lại càng tuyệt vời hơn. Thế rồi chúng ta cần phải biết được là giữa cái sự hòa hợp và cái sự hợp nhất nó là cái xét về tâm lý
thì chúng ta thấy cần phải phân biệt hợp nhau và hòa hợp nhau. Đó là hai cái khái niệm riêng biệt, hợp nhau và thích nhau. Ví dụ như là một cái người hiền lành thì thích và hợp với những người hiền lành. Trong khi đó, hòa hợp nhau đó là chấp nhận nhau để hòa hợp với nhau. Hòa hợp với nhau là để bù trừ cho nhau, nên có thể cái người hiền lành chấp nhận cưới một cái người không có mấy hiền lành, tính tình đôi khi nóng này, hai người sống với nhau mà có thể vẫn hòa hợp với nhau được, là bởi vì giữa người này giữa người kia cố gắng để dung hòa với nhau, nhịn nhục nhau, chịu đựng nhau. Thế rồi trong cái sự hòa hợp thì cũng phải nói cái sự hy sinh, phải nói cái sự hòa hợp hy sinh. Muốn có sự hòa hợp thì cần phải có cái sự từ bỏ. Đã muốn hòa hợp thì không thể tranh chấp, không thể thắng hay thua ở trong đó. Bởi vì nếu mà hai vợ chồng mà căng thẳng với nhau, cãi nhau, hay xung đột với nhau, thua hết, cuối cùng là thua hết. Thế cho nên là từ bỏ thì phải nhịn nhục. Chúng ta đều nghe câu nói rất là quen thuộc, một điều nhịn là chín điều này. Mà muốn có cái sự nhịn được thì phải có sự hy sinh, mà cần có cái sự hy sinh trong đời sống hôn nhân mới có thể hòa hợp được. Muốn có sự hòa hợp thì nó cũng phải trải qua cái sự thử thách nữa, phải qua thử thách mới có thể có thành công. Bởi vì người đời người ta nói rằng là không thể ngồi một mát ăn bát vàng được, vì nó thành công thì phải mua nó bằng cả những cái sự gian khổ. Thiên Chúa ban bằng dường như đã quy định rằng tình yêu vợ chồng đích thực chỉ có thể khám phá và lớn lên qua những thử thách, qua những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta cũng có thể so sánh tình yêu vợ chồng với một cây nho. Chúng ta thì không có sẵn những cây nho, nhưng mà chúng ta cũng biết có những cây nho. Đây đó cũng có người trồng nho. Rồi không thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy trên TV. Thế thì cái cây nho, tại sao phải đưa cái cây nho vào? Thì cái cây nho người ta trồng có thể nó thích nghi ở nhiều những cái loại đất khác nhau. Đồng bằng có thể nói rồi, nhưng mà ở nơi bình nguyên hay là ở nơi những vùng đồi núi, cây nho cũng có thể thích nghi được. Ở đất nào nó cũng có thể thích nghi được. Mà đất càng có nhiều đá sỏi thì nó cho những cái trái nho, và người ta dùng những cái trái nho đó để người ta ép thành rượu, nó càng hòa hợp. Chúng ta cũng có thể so sánh tình yêu vợ chồng với một cái thân cây mà nó đâm rễ sâu dưới đất đá, thì cái tình yêu đó nó sẽ đứng vững trước những sóng gió của biển đời, không làm cho nó mặt thế. Nhưng mà có thể nếu mà nó đơn giản dễ dàng, có thể một trận lốc, một cơn bão bật dễ cùng. Rồi một điểm nữa, hòa hợp thì phải có sự hòa hợp. Trong tám mối phúc Chúa Giêsu đã dạy, phúc ai có tinh thần hòa thuận, hòa thuận hay là hiểu hòa thì sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Cái người hòa thuận đó là người không có thích, không có ưa, không có muốn cái sự chiến tranh, và sở dĩ là có chiến tranh là bởi vì có sự tranh chấp trong đó. Nếu không giải quyết được tranh chấp thì chiến tranh sẽ càng bùng nổ lớn hơn và sẽ xảy ra là chắc chắn. Trong một cộng đoàn không bao giờ thiếu vắng những tranh chấp. Tại sao thế? Bởi vì con người chúng ta bá nhân bá tính, ai cũng có những cái lập trường của mình. Cứ phải theo tôi thì phải thế này, theo tôi thì phải thế kia. Đấy. Ai cũng muốn làm theo ý mình. Mà cộng vào đó, thêm vào đó, cái sự tự ái của con người nó cao lắm. Vậy thì muốn giải quyết cái tranh chấp thì phải làm gì?
là phải hòa giải, mà hòa giải đó là giải quyết cái sự việc theo một cái hướng là hòa bình, giải quyết cái vấn đề khó khăn để cho hai bên được hòa thuận, không còn xung ác với nhau nữa. Trong cái đời sống hôn nhân và đời sống gia đình không thể không có sự xung đột, không thể không có sự mâu thuẫn. Cái gì chứ cái đó cứ hỏi các ông bà đấy biết không? Lấy vợ lấy chồng là một hai năm sau là vấn đề có nhiều các cái sự, nhiều các vấn đề không thể tránh khỏi được. Thế nhưng mà mình phải ý thức được con người cũng phải đòi hỏi mình cần phải có cái sự nhìn nhận, có cái sự tha thứ và cần có cái sự hy sinh, nhưng mà mình cứ hơn thua ở trong cái biển thắng hay bại, ai thắng và ai thắng cuối cùng thì là thua hết. Chỉ có cái sự hòa thuận mà muốn có cái sự hòa thuận phải có sự nhìn nhận. Cho nên người ta nói rằng là thuận vợ thuận chồng tác bể đông cũng cạn, mọi việc lớn việc nhỏ tôi cũng sẽ qua, nếu như vợ chồng hòa hợp với nhau đem lại hạnh phúc cho nhau. Kính thưa cộng đoàn, những người xưa đã có những kinh nghiệm và để lại nhiều những kinh nghiệm về đời sống hôn nhân, về đời sống gia đình. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, không ai có thể đem hạnh phúc đến cho chúng ta, mỗi người chúng ta phải tạo ra hạnh phúc. Người ý thì là có một cái câu mạng như thế này: tự cứu mình từ trời. Vì thế hạnh phúc phải được vợ chồng xây dựng và có được, phải trả một cái giá đắt. Vợ chồng là nghĩa tạo, chồng hòa vợ thuận, nhà cửa yên vui, sinh con mới ra thân người, làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no. Hôm nay chúng ta họp nhau tại nhà thờ này, chúng ta hiệp dân thượng đế, chúng ta cầu nguyện và cầu chúc cho hai anh chị được ơn Chúa, ý thức được về bổn phận, về trách nhiệm, đặc biệt là để luôn sống cái sự hòa thuận trong cái đời sống hôn nhân và đời sống gia đình, để tạo hạnh phúc cho mình, tạo hạnh phúc cho người bạn trăm năm của mình và tạo hạnh phúc cho cả đại gia đình của mình. Sau đây là phần nghi thức hôn phối, quyền cha xứ và cha xứ sẽ ra để chứng hôn. Hai anh chị cũng để làm chứng và sẽ đứng. Để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu tinh thánh trước mặt của các viên của Hội Thánh và cầu rằng Đức Kitô giang rộng tay các phúc lành cho tình yêu thương của các con, và dùng bí quyết đặc biệt mà làm cho các con nên mong cố và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí quyết thánh đầy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt Hội Thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Giuse Di Vân Duy và Maria Phạm Vân Anh, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa cha, con không. Các con có hoàn toàn tự do không? Thưa cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời? Không có. Con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ân phận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em.
Khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng ngang mọi ngày suốt đời này. Thưa ngài Maria Phạm Vân Anh, xin nhờ anh Giuse Tinh Hoàng Di là chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ân quật của các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly, nào ta chúng tội Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Đăng Maria Phạm Vân Anh, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh nên cha và con và Thánh Thần.
anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ vào tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lời mật thánh hiền của hôn nhân và xin Chúa tận tình chăm sóc công của chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc là tạ chính đã phải là và đang là ơn cứu độ chúng con. Trong Đức Kitô Chúa đã ký kết giao ước với dân Chúa để dân mà Chúa đã tín trường nhờ hồn nhiệt chết và sống lại của người sẽ được vinh thành thần tín với người và đồng thời từ vinh quang của người trên trời qua hôn nhân của người nam và người nữ. Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên cao quả là tâm ơn sủng để điều mà bí tích đang thực hiện nhắc nhở các chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế cùng với các nhân thần và toàn thể các thánh chúng con ca ngợi Chúa và tôn vinh tôn hô. Lạy Chúa, khi cũng nhớ đến anh Giuse,
thiên thiên bà Maria bên đây, và Chúa đã tấn thương đến ngày thành hôn, nhờ ơn Chúa, xin ta anh chị được bền vững trong tình yêu thương cho cuộc sống bình an. Xin Chúa cũng giới anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, và chỉ các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân phận tuyến của chúng con đã luôn trần trong tình thương của Chúa. Xin con hãy bày đầu thuận thánh sáng của nhà Chúa. Sau này xin Chúa luôn sống tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng Đức Chí Thánh Maria mẹ Thiên Chúa. Thánh Phúc Xe mặt thân lâm những tin tưởng cho đến công đồ và hoàn thể bác ấy đã sống đẹp lòng chúng con một đời là và cùng với các ngài chúng con được trang lời và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là cha cho hân hạnh trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Yeah.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của những lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã ban hành thiết lập, để những người Chúa đã cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu hiến hợp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hiểu gìn giữ các con, hòa thuận yêu thương nhau, để bình an Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc này nơi con cả. Vì bạn bè nhân nhớ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, vì những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn và đón tiếp các con vào lúc đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Đoạn hứa chung tình xin
trăm ân nhân kết hợp tình yêu thắm nồng. Xin dâng bao nhiêu mơ ước cho người được luôn tin Chúa. Hai người đẹp duyên mãi thôi. Vui hay khi đau khổ, suốt đời tình chẳng nhạt phai. Xuân đời tình chẳng nhạt phai.